Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay anh Lê Vlog sẽ chỉ các bạn về mặt quỷ Nhật Bản. Các bạn phải chia thành hai ô, hai ô một hai. Còn cái này xuống là một hai ba bốn, chia thành bốn. Cái này là đêm chính giữa của tờ giấy các bạn. Cái này mình chỉ chiều này phải bằng nhau anh. Các bạn rồi bằng nhau. Giờ mình bước đầu tiên á, các bạn chậm cho mình, chậm cho mình á, chậm cho mình chỗ này cái này nha, chỗ này một cái các bạn. Xong mình vẽ cái sừng của nó, mình vẽ cái sừng của nó là chỗ này, chậm chỗ này cái chỗ này một cái cho bằng nhau. Bắt đầu mình vẽ cái sừng của nó này. Chỗ này tới đây đừng được. Vẽ cái sừng của nó vậy. Cái này á mình vẽ giống cái này luôn, giống bên kia luôn. Xong này nhá, cho nó bằng nhau. Xong rồi mình làm cho nó cong cho ngay á. Rồi mình vẽ cái tóc của nó hay là cái đậu chấm này á, chấm cho này cái này bằng nhau. Tại mình vẽ bằng bút lông không thể xóa được, bây giờ mình phải vẽ từ từ cho các bạn xem. Chỗ này mình chấm chỗ này một cái này, chỗ này cái này, chỗ này là điểm chính giữa của mình. Rồi mình kéo cái này qua đây, giờ mình kéo thôi. Bên này cũng vậy, bên này mình kéo từ đây qua đây. Video này hơi lâu chút mà các bạn gắng xem á. Đây trong này gắng 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 mình vẽ cái tộc của nó, gắng gắng cho nó bằng nhau. Cho này cái mình vẽ, bắt đầu vẽ lô tai của nó, trắng này xin dưỡng cái vẽ lô tai nha, cho nó cái trắng cái này nha, cân bằng nha. Mình kéo này xuống, kéo cái này xuống, đây cái này, cái này qua này bạn nhau đây. Nếu các bạn mới tập thì dễ băng bột chì cũng được, thì mình cũng mới tập à, là mình quen quen hết. Cái này mình kéo này xuống ra nè, rồi mình kéo này xuống ra. Bên này cũng vậy, mình vẽ này khúc này khúc khúc, khúc cho nó đều nhau. Cái này lần đầu tiên mình nói tiếng Kinh á, thật sự mình là người Khmer.
nào chưa? Các bạn dễ lại xuống, kéo lại xuống này. Cái này chấm rồi nó ra, kéo cho nào. Cái này cho nó cong nữa. Đây mình chỉ đi né thôi, không có đánh bóng. Như vậy là mình xong được cái tóc, cái xứng, cái lỗ tai, cái nồi. Bây giờ mình bắt đầu về con mắt. Con mắt là cái này qua đây là con mắt là dưới cái này. Dưới là nó xuống tới đây rồi. Cho nên cái rồi mình bắt đầu ra. Hơi rung tay chứ. Bên này cũng vậy. Đó. Cái này mình kéo này băng này. Kéo này băng cái này. Để đi. Làm sao cho nó đều nhau. Này cao bây giờ cái này mình chế lại cho anh dọc thêm này cái cho nó dòng bên kia luôn. Công để còn cái này mình dễ mình tròn cái này mình chia này cái này cái chấm chấm cái mình dễ hình tròn này cái. Rồi mình kéo tới đây này. Đó. Xong nếu mình sợ lắm á nha, người gần không á mình á sợ nó dình bàn viện hay làm YouTube video của mình á không bật lên tiền được ảnh hưởng đến kênh á, tại mình ít nữa. À. Vậy xong rồi. Bạn chấm cái này mình cho mình cái này đây cái mình kéo này xuống kéo này xuống. À. Xong các bạn kéo này qua đây. À. Cái này kéo này. À. Cái này kéo này qua đây nữa. Kéo này ra nó. Xong mình vẽ một hình tròn. Đây mình chia ra 100 này cái này. Hình tròn này á. Tô đen đen cho nó. Xong mình thêm ba cái vạch. Chọn hai vòng tròn xung quanh của nó xong ha bằng dễ trăm hai cái nè trăm hai cái hai cái
tô đen vô đây nha. Cái này mình kéo này qua cọc cái này gắn nè, này gắn nè bạn nha, lấy thước đỏ đây cho nó chính xác. Này 3 nè, bên 3 là 6. Về cho đều nhau. Chỗ này gắn dễ cái miền của nó cộng này cái bên này ra. Nếu các bạn cảm thấy video hay á thì đừng quên đăng ký, bấm nút chuông để cho nó mình đăng video lên sẽ các bạn sẽ nhận được video của mình rất nhanh. Để mình có năng sức làm video mới. Cái này cái các bạn thông cảm nhé, tại gần phòng mình có anh gì gần phòng đẹp trai hát karaoke gặp cái cho đều nhau không kêu cái. Mình tổ chỗ nào đâm thì mình tô lên rồi mình cái này mình cong ngay đó. Các bạn vẽ đường câm như vậy là khó dễ lắm, nó môi tay nó mình kêu để nằm như vậy để dễ dễ hơn. Mình bắt đầu tô mình tổ để mực cho đậm. Video này mình không có chỉnh sửa cắt ghép à, các bạn đỡ chúng giờ mình tổ chỗ nào đậm thì mình tô lên. Thank you.
tộc của nó. Tộc của nó mình không cần điều được, tại tộc của mình thường thường là nó có điều nhau đâu. Hình vẽ của mình đã thành công rồi các bạn. Các bạn hãy ủng hộ mình một cách đăng nút đăng ký, like và chia sẻ cho các mọi người cùng được xem ha. Bây giờ mình xin tạm biệt các bạn trong video này. Hẹn gặp lại các bạn những video sau nữa. Bye bye các bạn.